hai con bò lỡ mới vậy. Quá trời đẹp bò. Dài đích điều điểm á. Con này cỡ 8 tháng. Bự ơi. Ngoài đẹp quá. Lông sắc lẻm. Dạ. Đích đây. Dữ lắm. Mới về nhát. Lủi tới lủi lui. Bọn thần cứ ghê quá. Bò đi về cả dỗ cỡ chừng năm nữa là mình xuất chuồng. Giọt cắn bự. Bò này cỡ 4 bự hết trơn. Hình đòn khỏi dê luôn, canh đuôi cho bá. Dài thì ghê luôn. Cặp bò này 53 triệu nha. Quá trời cặp bò, đẹp quá. 53 triệu thôi. Mặt trần dần luôn. Bò này nó bự không thua bò lỡ nhiêu chứ. Cột kế bên này. Cao cái ghê, dài rồi. 53 triệu thôi. Khu vực Trà Vinh là em giao tận nhà nha. Trà Vinh, Vĩnh Long. Còn Sóc Trăng thì tiền xe nặng quá. Nên là đến Bắc nhiều em mới giao được. Con này đẹp ghê. Dài đẹp.